Nhận định chứng khoán tuần từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, thanh khoản tụt áp, VN Index tìm điểm cân bằng ở 1.030 điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi các chỉ số vừa tăng mạnh đã liên tiếp giảm điểm. Kết thúc tuần ngày 20 đến ngày 24 tháng 2, VN Index giảm 19,75 điểm xuống còn 1.039,56 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 10.978 tỷ đồng, tăng mạnh 27,2% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua dòng 1.664 tỷ đồng trên HOSE, trong khi khối ngoại đảo chiều bán dòng cả 5 phiên với tổng giá trị lên đến 1.423 tỷ đồng. Theo công ty cổ phần chứng khoán MBMBS, việc thị trường trong nước điều chỉnh giảm trong tuần vừa qua có thể do yếu tố nội tại hơn là đến từ sự tác động của thị trường chứng khoán thế giới. Trong đó, một trong các lực cản khiến thị trường trượt dốc là việc khối ngoại bán dòng mạnh. Sau 4 phiên giảm liên tiếp và vị thế lỗ chiếm đa số, dòng tiền nội đã co lại nhanh chóng. Thị trường nhiều khả năng sẽ tìm điểm cân bằng và dao động trong vùng 1.030 đến 1.035 điểm, MBS nhận định. Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset MASVN cho rằng, diễn biến thị trường tuần vừa qua sẽ khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại với xu hướng ngắn hạn và khả năng sẽ hạn chế giao dịch trong tuần sau. Thanh khoản thị trường được dự báo sẽ sụt giảm và VN Index có thể sẽ khó tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tuần. MASVN kỳ vọng sẽ có những phiên hồi phục ngắn hạn khi mốc MA20 tuần của VN Index vẫn được duy trì. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của thị trường được đánh giá đang trong rủi ro biến động. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VCSC dự báo, trong phiên giao dịch tới, sự suy yếu của nhóm VN30 có thể tiếp tục sẽ là động lực tạo ra đà giảm cho chỉ số VN Index để chỉ số này kiểm định ngưỡng hỗ trợ đáy tháng 2 năm 2023 tại 1.038 điểm. Trường hợp lực bán tiếp tục kiểm soát thị trường và khiến hỗ trợ này bị vi phạm, VN Index sẽ kéo dài đà giảm về các hỗ trợ lần lượt tại 1.010 điểm, 985 điểm và thấp hơn là 950 điểm. Kịch bản khả quan hơn đối với thị trường là lực mua sẽ sớm có sự hồi phục để bảo vệ hỗ trợ 1.038 điểm. Khi đó, VN Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục để kiểm định lại các kháng cự EMA 5 tại 1.050 điểm hay EMA 50 tại 1.060 điểm.